Căn này là căn bao tiền? Căn này là căn phố biển 13, căn số 32, mặt tiền 5m, diện tích 85m, xây 5 tầng, có hỗ trợ thang máy. Căn này trục thông với 43 tòa nhà ở chung cư với số lượng dân khoảng tầm dự kiến khoảng 40.000 người, thì trục này kinh doanh cho thuê rất tốt. Lợi thế căn này là đặc biệt nữa là gần với Vịnh Thiên Đường, khu vui chơi giải trí thể thao dưới nước. Căn này dễ cho kinh doanh buôn bán và cho thuê. Và đặc biệt căn này có giá bán rất rẻ. Quý khách liên hệ em để tư vấn giá bán cụ thể và cam kết cho thuê lại. Em xin cảm ơn.